thôi, phải ca sĩ dạ, đâu. Ca sĩ không có nhận ca sĩ mà nhận ca lẻ. Ca lẻ thôi. Chú mê dòng nhạc của xưa xưa á hả chú? Nhạc xưa á hả? Ồ. Chú hát khoảng bao nhiêu bài, chú thuộc khoảng bao nhiêu bài hát chú biết không? Khoảng 200 bài. 200. Wow. Rồi cả nhà ơi, thì mình đi ngang đường Võ Thị Sáu mà khúc mà giao với Hai Bà Trưng á mọi người. Thì tình cờ có thấy một cái chú này, chú á vừa hát vừa bán cái số. Dạ con chào chú Long, con thấy chú để tên là chú Long phải không? Thì chú hát ở đây lâu chưa chú? Thì cái cũng khoảng 2-3 ngày lại lần cái mỗi ngày cũng có nữa. À. Đi theo lúc mà chú khỏe chú lên xe xa chút. Dạ. Đáp lắm chân mà cái đoạn đường này thôi chứ không có đi xa đâu. À là chú vòng vòng khu Võ Thị Sáu này. À. Là ngày nào sáng, cũng bán. Buổi sáng là chú ở bên Tân Bình lắm. À sáng ở tận bên Tân Bình. Quỹ Hồng Đào, Trương Công Định. À. Ba điểm đó. Khu Đồng Đen Hồng Đào đó hai chú ha. À. À rồi. Thì kiều ở qua đây bên đây. Dạ. Dài xuống dưới xuống dưới chỗ đường Bến Tơ dưới. Dạ. Dưới đường cầu Bình Long Vang dưới. Chú Long ơi, như con được biết thì cái nghề hoạt động vé số mới được mở lại gần đây, thì 3 tháng qua chú sống sao? 4 tháng vừa rồi á. Mới 2 ngày à. Ồ. Cái này mới đi bán á. 4 tháng trước thì chú sống sao? Không có đi bán á. Không có đi bán thì mình bán dưới thôi. Dạ. Thì mình làm gì? Hồi đó mình làm gì? Thì ở nhà trọ đâu có đi đâu rồi bán. À là chú cứ ở không vậy thôi. Thời gian đó chú khó khăn nhiều không chú? Có ai giúp chú gì không? Có thì cũng lãnh được hỗ trợ 2 lần đó, rồi đóng nhà trọ rồi làm cho đồ ăn rồi. À. Đâu sống nổi được 4 tháng trời đây. 4 tháng thì nhà nước hỗ trợ như vậy có đủ đóng phòng trọ không? Trời ơi có 2 triệu rưỡi rồi, con nghĩ là 2 triệu rưỡi làm sao đủ. Đường ăn cũng có đâu mà đóng nhà trọ thiếu không mà. Ừ. Trọ đâu có nói tôi thiếu thôi chứ. Dạ, chú cứ vừa coi khách vừa bán vừa nói chuyện đi nha chú ha. Thì con thấy chú đệ là không có tiền đóng phòng trọ, chú đang còn thiếu hả hay sao? Chú nói 2 tháng rồi. À là đang còn thiếu 2 tháng. 4 tháng mà trả được 2 tháng rồi. À. 2 tháng của chú là khoảng bao nhiêu tiền? 1.6 triệu. 1.6 triệu hả? 800 tháng. Dạ. Chú mới lên vé số chiều nay đây đúng không? Bán đúng được rồi, nhiều bán chưa? Mình hát về người ta có mua nhiều hơn không chú? Chỉ vì phải bán được không mấy người bán dạo rồi. Ồ. Tại vì nó nói chú hát hay rất là hay. Dạ. Hay cũng như giống như ca sĩ gì đó. Mà chú lớn cũng là hát cái giọng hát của chú rất là ấm luôn. Dạ. Ta thấy gì hoàn cảnh chú thì ta vô ủng hộ giúp đỡ rồi. Dạ. Chú cũng là không bao giờ nói người bán gì đó, ngồi chú đầu bán rồi. Nhưng mà chú đâu có nói đâu, cả ta bán người bán. À là ai cũng được hết. Có mình, một người ngồi ngay trước cho chú. Mình cũng đâu có cần người phải cạnh tranh với người ta. Dạ. Cũng khổ như mình thôi. Ai bán được thì bán đi đúng không? Chứ không phải nói là mình hát ở đây rồi ta bán cái đó, mình đuổi người ta không có được. Dạ. Cái đường này là phải của nhà nước mà. Ai bán thì bán. Là bây giờ con muốn hỏi thêm hoàn cảnh của chú là bây giờ chú đang sống với ai như thế sống nào á? Sống chú à. Ờ. Ở nhà trọ đó mình chú. Ờ, là chú ở đâu chú lên mà chú mất sống rồi, chú ở mình thôi. Là bà xã mất, không có con cái hả chú hả? Không có đứa con nào hết. Dạ. Có em thì nó cũng phải lo cho con nó, rồi lo cháu nó, làm sao mà nó giúp cho mình. Nếu qua chú khi chú bệnh thì nó cũng giúp đỡ là chú tỉnh thôi, chứ làm sao mà nó lo, nó bảo vệ cho chú được. Đúng không? Nó còn con nó, nó còn cháu nó nữa. Dạ. Nó cho bằng nào thôi, chứ làm sao mà nó lo cho mình được, như là vợ của mình. Dạ. Bây giờ một gia đình đúng không? Có gia đình mới lo cho mình được, còn chuyện thôi. Còn em mốt thì nó giúp đỡ mình, giúp đỉnh những khi mà khó khăn thì thôi. Trời ơi, con thấy không chỉ một cái gì đó mà còn có một em bé ngồi trước nữa. Con của bả luôn. Ừ. Chú là không có quan trọng đâu, chú thiệt á, chú thấy là 3-4 người bán vé số cùng một chỗ luôn nè mọi người. Tại vì hoàn cảnh người ta cũng như mình thôi, cả bán là bán đi, mình
mình nói gì đúng không, ai mua ai cũng được hết. Dạ. Chú không ai nào nói đâu. Thì cái thời gian mới bán lại này thì có khách nhiều không chú? Thì đó sáng giờ nãy giờ bán được mớ rồi. Được được khoảng nhiêu à? Khoảng 70 vé đó. Dạ. Yeah. Chú lấy bao nhiêu vé một ngày? Ngày 200. Ngày 200 thôi hả? Đó. Mình đứng bán ở đây là thuận tiện nhất đúng không? Ngay góc ngã tư đúng không? Rồi người ta khách nó ngừng mình đâu có đi hộ. Ồ. Thấy hai mẹ con lợi để hộ cho hai mẹ con nó bán. Mà chú chiếc kia bán. Chú thấy mấy cái đồ nó lý thương lắm. Chú không có dành đâu. Chú con người chú đâm chú gì đó thử cho nó bán thôi mình đi. Nó vậy đó bán hả? Rồi bây giờ để nó bán phải không, bé nó cũng biết mà. Em cũng bán cho chú để cho nó bán không bán á. À cái chị con, này con cũng là bạn bán vé số chung với chú. Đi xuống dưới hả? Chú mà bên này hả? Chú chắc chú dưới kia quá tại vì thấy mấy đứa nhỏ chú đâu thấy tội quá chú đâu. Thấy giờ thì con bảo đảm là chú không có làm. Dạ. Thì chịu nhiều. Nói chung là cùng khổ với nhau thì cùng được. Giúp nhau chứ ha. Con có tranh giành làm gì, anh bán dạ. Con bán em già chục tờ cũng đâu có làm gì. Mà chú mê hát vậy sao ngày xưa chú không theo con đường ca hát hay gì? Trời ơi lúc đó là chú đâu có đi lính xong rồi về, bị cải tạo xong về. Bệnh hoạn tới bệnh hoạn luôn, gia đình khó khăn. Đi làm kiếm ăn rồi chứ làm sao mà có ôm được cái mộng đi hát. Dạ. Rồi sao rồi mà đi bán như vậy hát cũng là cái đam mê của mình luôn. Đúng hả rồi, chú? Đam mê lắm. Con thấy còn hai chữ này là Chế Long tức là bạn của Chế Linh. À trời ơi vậy luôn đó hả, là mê ông Chế Linh. Đúng mê rồi, nhà của Chế Linh. Chế Linh lắm. Ồ tưởng chú mới lấy chữ Chế đứng đầu nè, lấy con từng thế chứ mà là Chế Long. Ồ. Chế Long là lấy theo nghệ danh của Chế Linh. Nó cũng ăn lờ luôn. Dạ. Ca lẻ thôi, phải không ca sĩ. Dạ, đâu. Ca sĩ, không có nhận ca sĩ mà nhận ca lẻ. Ca lẻ thôi. Chú mê dòng nhạc của xưa á hả chú? Nhạc xưa á hả? Ồ. Chú hát khoảng bao nhiêu bài, chú thuộc khoảng bao nhiêu bài hát chứ biết không? Khoảng 200 bài. 200? Wow. Tại chú không có đem nhạc theo, đem nhạc với chú cũng rồi. Cái nhạc ở đây là như thế nào chú? Hả? Chú có cái đĩa nhạc hay có sao? Có đâu nè, có cái đầu nè. À có cái USB là đúng có rồi. Cái nhạc nền. Nó cái nhạc là nền. Chú bỏ nhạc vô là nó cứ chạy tới bài nào hát bài đó, đúng tới rồi. Bài nào hát bài đó, không phân biệt luôn. Đã lên nhạc biết bài đó rồi. Ồ là mấy chục bài ở trong cái USB này. À 80 bài. À nguyên trong cái USB nhỏ nhỏ này là 80 bài rồi. Ba đầu là 240 bài. À là chú ba có ba cái USB. Ồ cái bộ này chú tự sắm từ lâu chưa chú? Cái nào? Bộ đạo cụ này nè, loa âm thanh cái thứ nè. Cái này là lâu rồi. Dạ. Có bà con người ta cho tiền mình đó, mình đem lại mua cái máy. Dạ. Máy 6-7 triệu thì nó mua. Dạ. Rồi mọi người có ủng hộ chú Long, nếu mà có muốn quay phim của chú thì cũng có thể liên hệ với chú ha. Số điện thoại này 079-889-1309 nha. Chú Chế Long, ca sĩ Chế Long, ca lẻ Chế Long. Rồi chắc chú hát đi để mọi người mua chứ con quay nhiều quá thì chú không bán được. Chịu đi, hai mẹ con nó bán đi, kệ mẹ. Ồ, nhường cho hai mẹ con đó bán. Ờ, chú đâu có bán đâu, chú bán là chú mở nhạc rồi. Dạ. Con nghĩ thì mình bán cũng đâu có làm gì. Đâu qua điểm, nhiều điểm lắm, phải một điểm đó con. Cái đường này dài chứ là điểm không á. Ủa là chú hát liên tục có nghỉ không? Không. Là con quay chú mới nghỉ thôi đúng không? Bình thường chú cứ hát. À. Hát từ sáng tới trưa xong rồi chiều bán thì từ chiều tới tối vậy hả? Thôi thôi. Không có mệt luôn. Mệt chứ nhưng mà như nghỉ khoảng chừng 15 phút thôi. À, có nghỉ một chút xíu thôi. 15 phút là ăn cơm hoặc là uống nước hay gì đó, uống thuốc hay gì đó. Thôi à chứ đâu có nghỉ lâu đâu. Còn bình thường là cứ hát rong vậy đó. Hát là tài vậy đó.
Thì đó là nhạc của chú nhạc chú tình không à, nó hát rất là nhẹ. Dạ. Không phải nhạc trẻ đâu mà mệt. Ngày xưa chú ở tỉnh nào lên đây? Châu Đốc nè. Châu Đốc. Châu Đốc. Hồi đó chú ở dưới chú có đi hát không? Ở dưới là làm ruộng làm gì cái hát. Không đi hát. Nó làm mướn thế rồi. Dạ. Lên Sài Gòn bắt đầu mới hát, mới bán cái số. Đam mê. Được khoảng mấy năm chú bán như vậy rồi? Nếu mà đi bán là khoảng 3 năm, mà đi chơi là hai mấy năm. Dạ, lên Sài Gòn chơi á hả? Đi hát đó, đi hát với bạn bè đường đường người ta. À, đi đường ca. Đại ca là tử đó. Dạ. Là hai mấy năm, nhưng mà đi bán là mới có 3 năm thôi. Dạ. Tại vì mấy đứa em nó... Anh hát rất là hay như ca sĩ gì đó, mà anh đi hát ra chơi, đi chơi cũng phiền quá. Dạ. Anh đi kiếm cái máy gì. À, tụi em hỗ trợ cho anh chụp đỉnh rồi, anh mua cái máy đi bán cái số gì đó, anh cao đường đó. Đó, anh sống. Đó, anh hát rất là hay. Rất là hay luôn. Là mọi người động viên chú đi hát để bán này chứ kia để có tiền ha. Chứ đi chơi tốn tiền. Dạ, không hiểu rồi. Mình tận dụng cái thế mạnh của mình ha chú ha. Được hát như vậy thì nếu mà bán có hơi ế thì cũng không thấy buồn lắm mà chú hả? Không. Tại vì mình biết ở cái ngày đó là mình bán bao nhiêu thôi. Dạ. Chứ đâu, là... đâu có biết là phải lãnh nhiều đâu. Dạ, chứ cứ lãnh đủ 200 ta không bán hơn. Còn sớm quá thì lãnh em mấy chiếc vé rồi bán cái tiền ăn cơm thì thôi. Dạ. Dạ. Thường thường chú bán tới khoảng mấy giờ là sẽ hết 200 vé? Bây giờ bán thì sáng mai bán chứ chứ giờ là hết mình rồi. Chia 2 ca lần ha. Chứ đâu có bán buổi tối đâu có hết 200 vé. Thì... Không có đủ giờ. Dạ. Tại 9 giờ với nghiêm rồi. À. Chú hát đi rồi chú bán ha, con quay thêm một phút chú hát nữa. Để cho dạ. Nó bán thì chú đi chú bỏ dạ. Nó hát nó bán được. Dạ, chú nó đang nhà, nó bán được. Dạ, chú đang nhường chỗ cho cái chị đó bán. Đúng rồi. Mình phải... Mà hồi chú rời đi hả? Dạ, chú xuống ra chứ cũng này nè, mình dạ. Ở dưới. Dạ, mình rồi. Ở dưới này nè, chú mới đang xa cho nó. Chị con chào tạm biệt chú ha. Chú dời qua vị trí khác để nhường chỗ cho hai mẹ con kia bán. Dạ rồi. Thì con chào chú nha chú Long. Giờ mấy giờ con? Bây giờ khoảng 4 giờ rưỡi gần 5 giờ chú. Để con mua ủng hộ chú mấy vé nè. Dạ, con chào chú ha. Đồng mười mai tầm đô. Trời đã mang về. Hoàng đường Tây Phương. Rằng em nhớ tròn kiếp xưng sanh để dành riêng cho linh với tất cả muôn sinh tôi và em đẹp tình đẹp bằng lòng chớ quên hai thương ai lần thề đã từng trong lòng.